chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, cái cây hoa mà nó có những cái hoa nhỏ nhỏ mà màu vàng vàng mà nó đang là rung rinh lên này các bạn. Các bạn nhìn xem cái loại hoa này nó có đặc biệt và nó có lạ không nè. Nó rất là lạ ha các bạn ha. Cũng như là cũng rất ít người trồng cái loại hoa này nha. Mà cái thân của nó là các bạn nhìn thấy cái thân của nó trắng trắng đó là nó có những cái gai đó các bạn. Cái loại hoa này á, là nó có một cái tên nghe nó cũng lạ nữa. Nó có cái tên là găng tru hú ha. Mà mình cũng chẳng hiểu vì sao mà người ta lại đặt nó là cái tên như vậy ha. Cái chuỗi hoa của nó thì thường thường nó chỉ có 2 hoặc 3 cái thôi. Rồi xong rồi nó rụng rồi lại nở 2-3 cái khác. Vì một chuỗi của nó cái nụ thì nhiều nhưng mà nó chỉ nở khoảng 2 cái hoa thôi các bạn. Cho nên các bạn thấy không này, cứ mỗi một cái chuỗi nó chỉ có 2 hoặc 3 cái hoa thôi nha. Mà cái hoa của nó úp xuống cho nên mình cũng không có nhìn thấy bên trong nè. Mình chỉ nhìn thấy cái hình dáng bên ngoài thôi này. Nhìn cái hoa nó cũng hay, ngộ. Mà cây này rất ít nhà có lắm các bạn. Bữa nay tình cờ đi ngang qua đây mình thấy là mình dừng lại để mình ghi hình đó.